Cái tiêu chí được đặt ra cho người tu theo Phật giáo là đúng vậy không ạ? À? Biết khổ và diệt khổ. Như vậy cái đầu tiên ta thấy mình biết khổ không? Khổ là gì mình biết chưa? Đối với vậy chúng ta biết khổ chưa? Biết khổ rồi, chưa chắc đâu. Bởi vì sao nó chưa chắc? Bởi vì nếu chúng ta biết khổ thì chúng ta phải sợ cái khổ chứ. Mà chúng ta sợ chưa? Chưa sợ. Làm sao biết mình chưa sợ? Sao biết mình chưa sợ ạ? Không phải chưa thấm, à, cũng có lý, chưa thấm cũng có lý lắm, cũng chưa thấm cũng được, cũng tốt. Chưa thấm. Mở đầu truyện Kiều của Nguyễn Du, Nguyễn Du nói là trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng gì? Khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng là gì, bị sắc tư phong trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen vân vân. Thế thì là trăm năm trong cõi người ta chữ tà chữ mạng khéo là cách nhau trải qua một cuộc bể dâu. Trải qua cuộc bể dâu có nghĩa là ở đây đối với bản thân thầy, với gọi là quý thầy ở đây á, thì là không có, khi sinh ra thì tàn cuộc chiến tranh rồi, phải không ạ? Đại đa phần bà con mình ở đây là sinh ra trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, mà chúng ta có được cái động lực, có được cái niềm tin thắng được giặc ngoại xâm để mà xây dựng lại quê hương xứ sở của mình, đúng như không bà con? Thế thì là cái niềm tin nào mà nó mạnh đến mức độ mà chúng ta thắng cất lào giặc như vậy, phải không ạ? Ở đây mình không phải là bàn qua chính trị hay là cái gì cả, nhưng mà thầy muốn nói quý vị là khi chúng ta biết được cái sự nhọc nhằn đau khổ của chiến tranh, sự áp bức, thì là chúng ta người dân đứng dậy chống giặc, phải không? Đúng không? Như thế thì những cái giặc ngoại xâm chúng ta đã đẩy lùi, và đến thời hòa bình hôm nay đất nước được lập lại, mỗi ngày được phát triển và đổi mới. Và điều hơn hết thì ta là người con Phật, ta tự hỏi lòng mình, ta được đổi mới chưa? Chưa. Ta đổi mới chưa? Chưa. Bởi vì cái tiêu chí của nhà Phật đặt ra đây là biết khổ và sự diệt khổ. Khổ là gì? Khổ là những cái mà làm cho chúng ta gì ạ? Trái ý, nghịch lòng, không vừa lòng, không xứng ý. Phải không? Đúng vậy không? Khổ là bất toại nguyện, tức là những cái gì mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu cho mình, nó làm cho mình không vừa lòng, không xứng ý, gọi là khổ. Những cái gì đáp ứng được cho ta gọi là lạc, đúng như không ạ? Nhưng mà khổ và lạc nó cũng là những cái nhân và cái quả để đi đến lẩn quẩn trong luân hồi thôi, chứ không thoát ra được, đúng như không? Nếu chúng ta khổ, khổ chồng khổ, khổ cũ chưa trừ mà tạo nên khổ mới, thì tiếp tục trong cái vòng luẩn quẩn của khổ. Còn lạc thì ta tìm sự thích thú chỗ này, sự yêu mến chỗ nọ, đúng không? Sự ưa chuộng chỗ kia, thì ta cũng tìm đường lẩn quẩn trong luân hồi thôi. Cho nên cái đặc biệt của nhà Phật là muốn diệt khổ. Diệt khổ thì sẽ xóa được cái ghét và cái ưa, cái ghét và cái thích, hay là xóa đi cái khổ và cái lạc. Ta làm được không ạ? Xóa được không? Cái lạc đây á, là cái lạc hữu vi pháp, cái lạc tạm bợ, cái vui tạm thời. Còn chưa, mình chưa nói là cái lạc của sự giải thoát nha. À, lợi lạc của sự giải thoát thì nó không nằm trên cái khổ và cái lạc nữa. Có nghĩa là có một vị đến hỏi một vị thiền sư: tôi muốn có hạnh phúc thì tôi phải làm sao? Ông hỏi vậy. Tôi muốn có hạnh phúc thì tôi phải làm sao? Đối với vị thiền sư trả lời sao? Muốn có hạnh phúc thì cái đầu tiên phải bỏ cái tôi đi.
Đúng không ạ? Cái câu hỏi của ông đó đặt ra là tôi muốn có hạnh phúc thì phải làm sao? Thì vị thiền sư mới nói là hả, muốn có hạnh phúc thì cái đầu tiên hơn hết ông phải bỏ cái tôi đi. Cái tôi đây là gì? Cái tôi đây là cái tự ngã. Thế mà nói tới tôi, tới ta, tới mi, tới tớ rồi đó là phải có cái tự ngã gắn vô rồi. Phải không ạ? Sao chúng ta biết? Ngày xưa xe máy nó nhiều, bây giờ cũng vậy. Tức là trong cái bãi xe đó, trong một bãi xe, thế mà mình mang cái túi tiền mình bao nhiêu thì mình tới mình coi cái giá cả xe nó hợp quá thì mình mua chiếc xe đó, phải chứ không? Đúng chứ không ạ? Rồi thì là mình làm biển số, đúng không? Làm biển số, đăng kiểm, đăng ký xe, lấy số khung, số sườn. Rồi thì là trong cái giấy tờ xe, cà vạt xe đó có tên của chủ xe, đúng không? Nhưng mà đó là trên cái phương diện hành chính thôi. Nhưng còn trong từng bộ phận xe đó có cái tên của tên A, tên B trong đó không ạ? Trong cái xe máy mình đang đi đó, nó có tên Thu, tên Thương, tên Thi, tên Thúy gì không? Không. Vậy mà nguyên một cái bãi xe tràn lan cả ngàn chiếc xe vậy đó. Ví dụ như chúng ta vô bệnh viện đi chẳng hạn, tới chừng chúng ta ra bãi giữ xe, chúng ta đi tới cái chốc ngay cái xe của mình, đúng vậy không? Có phải không ạ? Ví dụ như 1000 chiếc xe trong bãi vậy đó, mà ta gửi chiếc xe chỗ nào là tới chừng ta lấy chiếc xe máy là ta biết ngay cái chỗ xe của mình đang ở chỗ đó, phải không? Rồi ví dụ như chúng ta nhìn ra cái cánh đồng ruộng nó mênh mông vậy đó, nhưng mà mình biết cái đám ruộng mình ở chỗ nào không? Đố quý vị tại sao vậy? Chúng ta giỏi vậy, đố quý vị. Nó gắn cái tự ngã vô đó rồi. Nó gắn cái của tôi vô cái đám ruộng đó, nó gắn cái của tôi vô chiếc xe đó. Chúng ta đồng ý quan điểm này không? Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải hả, buông bớt tự ngã ra. Mà buông bớt tự ngã tức là buông cái tôi ra bớt. Bởi vì sao? Ở trong một cái trái đất hành tinh này nè, nó hàng triệu, hàng tỷ cái tôi, cái ta, cái tớ à, rất là nhiều. 7 tỷ người mà, đúng vậy không? Hơn 7 tỷ có. Thì cái tôi, cái tự ngã của ta đây, nó có nằm ở trong đây không ạ? Có nằm không? Phải. Như vậy thì mỗi một cái tự ngã nó nặng trịch trịch như vậy gắn vô trên trái đất, thứ gì không ô nhiễm trời. Cho nên đương khi nhà Phật mình dạy cho chúng ta là hả, vô ngã. Đúng không? Vô ngã. Vô ngã không có phải là không có một cái ngã, mà là chúng ta thấy được rằng hễ cái gì càng có ngã thì cái đó phải khổ thôi. Chúng ta chấp nhận có mặt của sự tự ngã, chúng ta nuôi nấng nó, chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta cung phụng nó, chúng ta cúc cung tận tụy cho nó. Hễ nó đau thì mua thuốc cảm, hễ nó ấm thì là nó nào, xin lỗi, nó nóng thì là mở quạt, hễ nó lạnh thì ta đắp mền, ta mang áo ấm, vân vân. Chung quy hết thì ta lo cho cái ngã này, có phải vậy không? Mà cái ngã là cái tôi này. Cái gì cũng tôi cả. Ngoài cái tôi ra là thế giới này nó không có gì nữa. Có đúng vậy không ạ? Đúng vậy không? Rồi. Vậy thì bên ngoài xã hội, gia đình ta cũng nuôi lớn cái tôi, và chúng ta mang luôn cái tôi về tại ngôi Tam Bảo luôn, đúng không? Đôi dép của tôi mới để đâu đây? Túi sách của tôi mới để đâu đây? Cái nón bảo hiểm của tôi mới để đâu đây? Cái xe của tôi mới để đâu đây? Tất cả chúng ta đều gắn cái của tôi và tôi vô trong đó hết. Vị thiền sư mới nói tiếp, cái thứ hai nữa, muốn có hạnh phúc là bỏ luôn cái muốn luôn. Tôi muốn có hạnh phúc mà, thì tôi phải làm sao? Thì thiền sư mới trả lời là cái đầu tiên là phải bỏ cái tôi, và cái thứ hai phải bỏ cái muốn. Bởi vì chúng ta càng muốn một cái gì cũng chết cái đó. Đúng vậy không ạ? Có một câu chuyện vậy nè. Buổi chiều vậy nè, có hai con muỗi nó bay ra khỏi tổ, nó bay một vòng xong nó gặp lại với nhau. Hai con muỗi mà nó đi kiếm máu để nó hút á. Bay một vòng hai con mới gặp lại nhau, thì một con muỗi thiệt là no, một con thiệt là đói. Con muỗi đói nó mới nói là anh sao anh sung sướng quá,
Vừa ra khỏi tổ là anh có thức ăn đầy bụng rồi, còn tôi bay cả mấy vòng rồi, bây giờ cái bụng còn đói meo. Quý hiểu không ạ? Cái thì là con mũi no đó, nó kêu là anh đói nhưng mà anh dễ bay. Còn tôi no đó, coi chừng người ta chỉ cần để nhẹ cái tay là tôi dẹp ruột rồi. Có đúng không? Con mũi no với con mũi đói, con nào dễ bay hơn? Con nào nhẹ hơn? Thế là cái ý nghĩa nằm ở đây là gì? Cái gì mà anh hạ bớt cái tôi và của tôi xuống thì tự nhiên cái niết bàn giải thoát anh bước tới thêm một bước nữa chứ. Đúng không? Cái gì mà nó nặng nề, nó lôi kéo anh lại thì coi như anh dễ chết chứ, anh dễ bị xa lầy. Đúng không ạ? Cái mẫu chuyện thiền nó dừng lại ở đó. Như vậy cho tôi một bài học rằng là hễ cái gì mà còn tôi, còn muốn, còn ưa, còn thích, còn ghét, là chúng ta tự vẽ cho mình một cái lối mòn tiến thẳng vào cái đạo lộ luân hồi mà không hề có sự giải thoát. Cho nên quan trọng nhất là của nhà Phật là xóa bỏ những cái nhân gây ra khổ đau. Không còn những cái nhân khổ đau thì chắc chắn sẽ không có hưởng cái quả khổ đau, đúng không? Ta hiểu cái này không ạ? Không có nhân khổ đau thì có quả khổ đau không? Không. Thầy ví dụ như bây giờ có một người họ chửi mình, họ chỉ tận mặt, họ chửi, họ cái bà là thứ này thứ kia, là cái đồ này đồ nọ, thì cái đó là họ đang gây nhân, đúng không? Họ là một cái người nào đó đi ha, họ đang gây nhân. Còn với ta là một người học đạo, ta hiểu được ta là mình đây nè, ta đang bị trả cái gì? Trả quả, đúng rồi, giỏi. Họ đang gây cái nhân bất thiện, còn ta hưởng cái quả bất thiện. Bởi vì ta nghĩ rằng là cái nhân trước kia ta làm cho họ, biết đâu ta chửi họ thì sao, cho nên bây giờ họ chửi lại, đúng không ạ? Đó là với một cái tâm thế của người học đạo hiểu đạo. Nhưng mà với một cái người không học đạo thì họ không biết rằng là mình đang bị cái quả của cái nhân xấu. Ta hiểu không? Cái nhân xấu trước kia là mình có làm cái gì đó, nhưng mà vì vô minh, vì cái sự trôi lăn mình không còn hiểu được, đùng một cái thì những cái gì nó xấu nhất được ấp vô gia đình mình, mang tai tiếng, rồi người ta nói hành, nói xấu đủ thứ cái hết. Như vậy thì cái mà bây giờ ta đang bị là ta bị cái quả, đúng không? Nhưng mà với một người không hiểu đạo thì khi mà bị những cái xấu nó tấp tới thì họ phải dùng những cái xấu trong nội tâm của họ, họ để trả đũa lại, đúng không? Nhưng với người con của Phật thì là chúng ta cho những cái nhân quả nó kết thúc khi mà chúng ta làm thinh, chúng ta lặng thinh, chúng ta chiêm nghiệm được người này đang gây cái nhân xấu thì chắc chắn họ sẽ bị quả xấu. Còn ta bây giờ nhân xấu ta đã gieo, xin lỗi, đúng rồi, nhân xấu ta đã gieo, quả xấu ta đang hưởng, ta không tiếp tục gây nhân xấu nữa thì mai kia mốt nọ đời sau kiếp khác quả xấu ta sẽ bị xóa sổ. Tốt hơn không? Hiểu không ạ? Có gì đâu khó, không có gì khó hết. Như vậy thì cái nhân để đưa vào luân hồi lục đạo thì mới có cái quả trong luân hồi lục đạo chứ, phải không? Thầy ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ mà mình ở với bà già, bà mẹ hay là bà mẹ chồng gì đó, đại khái vậy, mình là người con mà mình thấy bà sơ ăn ở khó khăn, cái gì bà cũng nói, cái gì bà cũng rằng ri, hoặc là ở với chồng đi cũng vậy, ở với chồng của mình đi, thấy ông đó sao khó ưa, khó chịu quá, không biết cái số của con sao, thầy ơi cũng ưng trúng cái ông chồng gì mà thiệt. Đôi khi chúng ta dùng cái lời nặng lắm nha, mà mình không tiện nói ra đây, ví dụ vậy. Đôi khi chúng ta chửi ông luôn á chứ, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn cái sơ đồ này là chúng ta hết chửi đi, đúng không? Nhìn cái sơ đồ này là hết chửi. Đó là một cách để chúng ta dập tắt cái sự vai trả vai giữa đời này. Họ đối xử xấu với mình là họ đang gây cái nhân không tốt. Mà hễ cái nhân xấu là chắc chắn họ sẽ hưởng cái quả xấu. Còn mình bây giờ bị cái quả xấu, bị người ta dằn vặt, bị người ta chửi rủa, đánh đập, đôi khi xách đồ liền ra khỏi nhà, đuổi đi luôn, có không? Có. Kinh khủng vậy đó.
Nhưng mà với một người con Phật đó, ta phải tập sống như quả trứng gà. Biết quả trứng không? Ai giơ tay không biết quả trứng? Ta phải tập sống như quả trứng gà. Trong đời sống của ta, khi mà người ta chèn ép, khi người ta họ dồn mình vào cái thế mà không còn sống nổi nữa, thì chúng ta phải cứng lên giống như quả trứng bỏ vô trong nước sôi nó cứng. Đúng nhớ không? Càng áp bức ta chừng nào thì tự thân của ta có những cái sự chuyển hóa trong lòng ta. Ta không chống cự lại họ, nhưng mà ta tự giải thoát cuộc đời ta bằng cách là gì? Nương vào pháp Phật, hiểu được lời Phật dạy, để mà chặt đứt cái nhân quả bất thiện giữa ta và người đó mới là người không chứ. Phải không? Học Phật phải học vậy, cái sâu sắc nằm chỗ đó, chứ không phải tối ngày cứ đi là. Bởi vì ngày xưa trong truyện cổ Phật giáo có kể như này, có cái cô kia, có cái ông kia, ông đi làm đi chơi gì đó không biết, mà tự nhiên có rồi có cái mũi tên nó bắn trúng người ông, trúng ngay đây, mà trong cái mũi tên đó có độc trống. Thế thì người ta thấy ông la làng quá đi, người ta mới chạy tới, người ta hỏi có sao không, có sao không, thì người thì dìu ổng, người thì đỡ khiêng ổng, còn mấy người xúm lại là để chặn cái vết thương lại, để rút cái mũi tên ra. Rồi ổng la làng, ổng kêu đừng có rút để đó, không được rút. Rồi ổng hỏi là cái đi kiếm cái người bắn mũi tên cho tôi, à đi kiếm tại sao họ bắn tôi, ổng cứ để đó. Xong rồi bắt đầu cái hả, họ đâu có biết ai đâu mà kiếm, phải không? Cái thì ổng tức mình quá, ổng mới rút cái mũi tên đó ra, ổng đâm hết, đâm trong người ổng. Xong rồi bắt đầu cái khi ông về nhà thì ai vô thăm, thế mà vợ ông vô cũng bị đâm, con ông vô cũng bị đâm, cháu vô cũng bị đâm, hay bà con ai vô cũng bị đâm hết, chết cả đám hết. Cái mẫu chuyện nó nằm không phải ở cái chỗ cái ông dại dột như vậy, mà chúng ta nhìn lại coi chừng có hình bóng mình trong đó, coi chừng mình đó nha. Vì sao? Vì khi chúng ta bị cái tai bay quạ gió ở đâu nó tới với mình xui xẻo tận mạng luôn, làm ăn không phát lên, bệnh hoạn đau ốm xui xẻo đủ thứ cái, nó vô trong gia đình mình, vô trong bản thân của mình luôn, đúng vậy không ạ? Rồi thì là chúng ta bị mũi tên đó, đúng không? Giống như là chúng ta đang bị một mũi tên bắn vậy đó. Và những người mà gây cho mình đau khổ đó, họ đi mất rồi. Ví dụ như họ nói chúng ta một tiếng xấu là do một giờ trước đi, giờ trước họ nói, đến giờ này đó họ hết nói. Nhưng mà bắt đầu từ cái giờ người ta bỏ đi, họ nói xong họ bỏ đi đó, tối nay mình suy nghĩ, sáng mai mình suy nghĩ, sáng mốt mình suy nghĩ, tháng sau mình suy nghĩ, năm sau mình suy nghĩ. Có nghĩa là mình tự rút cái mũi tên nó ra, mình đâm cơ thể mình đó, đúng không? Vậy mình khôn hay mình dại? À hiểu ha. Chưa hết, gặp vợ gặp chồng mình vô là mình kể cái con đó, nó nói tôi vậy anh thấy không? Không lẽ anh làm chồng mà anh làm thinh được sao? Chúng ta tiếp tục lấy cái mũi tên của mình đâm cho chồng. Con trai đi làm về chúng ta kể, con gái đi làm về chúng ta kể, cháu chúng ta kể, bà con dòng họ chúng ta kể, có phải là chúng ta lấy mũi tên chúng ta đâm hết không? Phật gọi những người này người ngu hay người không? Ồ, coi chừng nha. Giống hệt như mình luôn á. Cái gì là phải buông ngay chỗ đó. Quý vị thấy trong bốn cái đường, xin lỗi, trong bốn ông thầy trò đường Tăng đi thỉnh kinh đó, quý vị giống ai nhất? Quý vị giống ai nhất? Tam Tạng, Tề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng. Chúng mình giống ai nhất à? Sao mà giống Bát Giới? Sao giống Bát Giới hai trời? Đây là chữ Bát Giới, yeah. Mà Bát Giới thuộc họ gì? Thuộc họ Trư.
trừ lại gì ạ? Trừ lại gió dễ sợ. Trừ là heo. Thì là chúng ta giống hết chứ không có, không có giống một ông nào hết. Bởi vì bốn trong một, bốn trong một nha. Ông Tề Thiên á, là cái người mà gọi là hả, công vi thủ mà tội vi, vi gì ạ? À? Vi gì? Vi khôi. À. Ông Tề Thiên là công vi thủ mà tội vi khôi. Cái gì ông cũng lanh hết nha. Trừ ma diệt yêu cái gì cũng biết hết. Bởi vì trước khi ông gặp Tam Tạng là ông đã bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ rồi mà. Mà Bồ Đề Lão Tổ ở trong cái động gì? Trong động gì vậy? Đối với gì trong động gì? Bồ Đề Lão Tổ hay gọi là quỷ cốc thiên sinh. À. Cái thì là ông ở trong cái gọi là cái hư động thôi chứ gì đó. Hư động là không có động, mà là động, động nhưng mà là không động. Cái chữ động đó nghe không phải là động, không phải là động mà động động tĩnh đâu, chỉ động là cái động, cái hang á gọi là động. Thế thì là ông bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ. Và cái thứ hai nữa là ông truy bắt giới. Ông truy bắt giới có nghĩa là cái ông mà là tham phải không ạ? À. Rồi đến cái ông Satan là ông gì? Ngộ tỉnh. Ông này là ông gì? Ông này là ông ba phải nhất á. Có hồi thì đi theo bắt giới, hùa nói xấu Tề Thiên, có hồi đi theo Tề Thiên hùa nó đó bắt giới. Và ông có cái, ông có cái nhiệm vụ là lẻo đẻo theo sau gánh hàng hóa, gánh kinh kệ phải không? À. Chỉ riêng cái ông sư phụ đó thôi là trời ơi nhất á. Cái gì biết sao trời ơi không ạ? Bởi vì sao? Các cụ ngày xưa nói là chữ tâm, đây là chữ tâm nha, đây là chữ tâm trong chữ Hán. Cái mà thầy hoành đây nè, cái mà thầy hoành lại nè, đó là một vầng trăng khuyết, ba cái chấm gọi là ba sao giữa trời. Bốn thầy trò Tam Tạng là tượng trưng cho một chữ tâm. Đối với tiếng Bali gọi là Chitta. À, Chitta là tâm. Còn đối với Hán đó là nó có bốn thứ là hư, linh, tri, giác. Bốn thứ gộp lại là tâm. Khi nào mà rỗng rang thanh tịnh, vô lo, vô âu, vô nghĩ, vô ngợi gọi là hư. Ngay là cái, ngay lúc đó là cái tâm mình nó trong sáng rảnh rang, không hề có một cái chút gì hết. Còn linh có nghĩa là bị chao đảo, bị động, phải không ạ? Linh đây là linh hoạt, sự hoạt động của tâm. Do vậy mà nhà Phật dạy chúng ta phải ngồi thiền để tìm ra cái hư nhiều hơn là chúng ta dấn thân vào cái động. Ta hiểu không ạ? Khi chúng ta ngồi một chỗ, miệng ta không nói, tai ta không nghe, mắt ta không nhìn thấy, cửa tâm của ta đóng lại, ta chỉ việc tìm về cái bản chất thanh tịnh vốn có của nó, trong sáng như hư không mà thôi. Đúng vậy không? Mà muốn có được cái điều này là phải có tri. Tri có nghĩa là sự biết, sự nhận, sự cảm nhận về nó. Giác đây có nghĩa là thấy rõ mồn một. Ta làm được không ạ? Đây là theo giải thích của bên Bắc truyền. Còn riêng bên Nam truyền, chữ tâm có nghĩa là gì? Sự nhận biết các cảnh. Bữa hôm trước ta học rồi phải không? Phải không? Tâm là sự nhận biết các cảnh. Như vậy ta thấy đúng không ạ? Nó cũng hơi giống giống như thế này. Như vậy thì tóm lại bốn thầy trò Đường Tăng, coi chừng mình là một trong bốn ông đó hết. Riêng công Tam Tạng là một cái tâm gọi là ngủ ngầm.
Thì Thiên nói là thầy cứ ngồi một chỗ đó cho con, tất cả mấy vấn đề mà diệt yêu trừ ma để cho con, thầy cứ việc leo lên ngựa đó thôi, đi thẳng tới Tây Trúc Thỉnh Kinh. Nhưng mà đâu có chịu, hãy nghe cái con nhỏ khóc, cái thằng cu nhỏ khóc, cái là mở trói cho nó, cái bị cái nàng của Hồng Hài Nhi, đúng không ạ? Nghe cái bà phụ nữ nói là hả, quý thầy quý sư ơi, cứu con với chồng con đi đốn củi trong rừng mà bị cướp nó bắt nó dí rồi, bây giờ cướp nó bắt nó còn con ở đây. Cái hả, mở trói cho bà, một hai Tề Thiên đã cản rồi mà ông vẫn không chịu, cũng mở trói cho bị dính vô cái gọi là gì ạ? À? Cái gì cấu quyền là bạch cốt tinh. Bị rất là nhiều cái vụ như vậy, có nghĩa là cái tâm của ta ngủ ngầm. Có những lúc ta rất sáng suốt nhưng có những lúc chúng ta rất mờ mịt, đúng không? Đúng không ạ? Có những lúc ta nghĩ về Phật, về pháp, về tăng, về sự thánh thiện, về sự lành, về sự cái những cái điều tốt đẹp, nhưng ngược lại có những cái ta làm gì? Ta làm bậy dữ lắm. Vì sao ạ? Vì cái tiền nghiệp nó thúc đẩy mình phải làm cái việc đó. Cũng giống như đâu có chịu nghe lời thầy dạy, đâu có chịu nghe lời thầy khuyên, đâu có chịu nghe lời Phật chỉ, ví dụ vậy. Tự nhiên cái là mình làm nó sai đường, nó tầm bậy tầm bạ hết trơn. Cho nên cái quan trọng nhất học Phật pháp để ta tìm về với cái bản chất thanh tịnh tuyệt đối của nó, có nghĩa là gì ạ? Khép tâm mình lại, giữ, có nghĩa là chế tâm nhất xứ là vô sự bất biện. Cột tâm một chỗ là tất cả những cái phiền não nhiễm ô nó sẽ không có lấn sân vào được, phải không? Do vậy mà tập cho ta thiền định là giúp giải tỏa. Trong thiền là gì? Nó có đủ định và huệ. Định là dừng các làm ác, huệ là phát triển việc lành, phải không ạ? À? Giữ giới có phải làm việc lành không? Nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ, tất cả những cái mà thuộc về cái mảng gọi là huệ thì nó giúp cho chúng ta có sự giải thoát đi lên. Định dừng lại mọi cái nhiễm mô, dừng lại mọi cái hoạt động của cái chitta, có nghĩa là cái tâm á, dừng lại những cái tâm lao sao bên ngoài, những cái tâm mà gọi là gì ạ? À? Suy nghĩ, mà đâu phải là suy nghĩ là tránh tư duy đâu, tà tư duy không? Mà tà tư duy thì nó dẫn mình tới những cái gì? Cái hành động tà thôi, lời nói tà, bởi vì khi mình nghĩ tà thì mình hành động gì? Hành động tà. Mà nghĩ trong đầu cái thiện thì phải hành động thiện, đúng chứ không? Y xì, bởi vì trong này nó có cái gì là nó bộc phát ra bên ngoài cái đó. Do vậy mà trong mình có sự giác ngộ thì việc làm của mình cũng mang tính chất của sự giác ngộ, đúng chứ không? Do vậy mà thiền sư Khuôn Việt mới nói là mộc trung hữu quả. Bên trong con người mình có cái chất lửa, cũng giống như, xin lỗi, bên trong con người mình có tính chất giác ngộ, cũng giống như bên trong cái cây nó có chất lửa, cho nên khi ta đốt lên thì nó cháy. Tóm lại, học thì nhiều như thế mà chúng ta gom lại có 4 cấp độ thôi. Cấp độ thứ nhất, học trước quên sau, có không ạ? Thấy không? Bây giờ hỏi cái gì cũng biết, cũng gục đầu, cũng gục cũng vậy, vậy đó. Nhưng mà lát nữa đi về cái là sao? Quầy mặt. Do sao vậy ạ? À? Đố quý vị do sao? Ông già đem nói đúng sợ luôn nè. Ông già đem nói đúng chính xác luôn á. Những cái do ngu. Ông nói chính xác luôn á. Có nghĩa là ở đây cái sự thâm nhập của ta đó, khi mà ta vừa tụng kinh xong á, thì trong bài quy y ta nói làm sao? Tự quy y pháp gì? Đưa nguyện chúng sanh, phải không? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ gì? Thấy chưa? Do ta không có sự để tâm, không có sự lưu ý, hoặc giả ta lưu ý mà lưu ý sai gì? Sai cách. Lưu ý sai cách. Ta biết cái lưu ý sai cách không mà?
Ví dụ như người ta cứ phơi nắng là để cho nó tốt xương khớp, phải không? Nó chống lão hóa xương. Nhưng mà chúng ta phải phơi nắng cái giờ nào trong ngày? Ví dụ như là nắng sáng sớm thì ta ra, bây giờ ta phơi chút đỉnh rồi ta vô. Chứ không có ai dạ dột mà 12 giờ trưa mà đi ra cái ngoài trời nắng như thiêu như đốt mà để phơi hết. Cho nên học Phật cũng vậy. Có những cái điều ta cần lưu ý, có những điều ta không cần phải lưu ý. Hoặc giả ta lưu ý, ta coi thử cái sự lưu ý, cái sự để tâm của mình nó đã đúng cách hay chưa. Chứ không là thì coi như là ta càng học ta càng phiền não, càng học ta càng buồn, càng học ta càng tham, càng học mà ta không có bỏ được gì hết. Do vậy mà ta không để tâm, hoặc là ta để tâm lưu ý sai cách là chỗ này. Đúng không ạ? Ví dụ ăn chay là tốt, đúng không? Ăn chay là những cái tính chất hết sức là thân thiện với môi trường. Ăn rau, củ, quả, các loại đậu, có đúng không? Nhưng mà tùy theo cơ địa nào, thích nghi với loại rau nào, tùy theo cơ địa mỗi người để thích nghi với cái loại đậu nào. Chứ không phải cái gì chúng ta kêu tốt là chúng ta dồn vô hết được, đúng không? Cũng giống như nhung, sâm, cao ly, hoặc là những cái đồ mà đại bổ đó, đâu phải ai cái lứa tuổi nào cũng dùng được đâu. Trẻ tuổi thì đâu có dùng nhung hoặc là sâm hay là cái gì được, mà chỉ dùng cho những người ví dụ gì lớn tuổi, những người sau sinh đẻ, những người thiếu chất vân vân thì mới dùng cho nó đủ liều lượng thôi. Có đúng như không ạ? Do vậy mà cái gì nó tốt nhưng nó phải hợp, nó hợp phải nhất thì phải hợp này. Thứ nhất hợp thời, thứ hai hợp xứ. Hợp thời là gì? Ví dụ như là bác sĩ dặn trong toa là sáng uống mấy viên, trưa uống mấy viên, chiều uống mấy viên, đúng vậy không? Đó là hợp thời đó. Hợp thời rồi hợp gì nữa? Hợp xứ. Có những cái loại thuốc mình ở đây uống được nhưng mà chỗ khác uống không được, đúng không? Đúng vậy không ạ? Đúng chứ. Hãy nó thay đổi thời gian không gian cái là không xài được đó. Vì sao? Nó trật cái múi giờ, đúng không? Rồi nó cái địa, cái đất nó mỗi nơi mỗi khác. Cho nên thuốc nó vẫn có dùng bớt bệnh, nhưng có cái nó vẫn không bớt chứ, đâu phải là tuyệt đối. Do vậy học Phật cũng vậy. Những cái gì ta cần lưu ý thì nên lưu ý, những cái gì không cần thiết lưu ý thì đừng có để tâm. Cái thứ hai nữa là cái trình độ học Phật thứ hai nữa là học mà để đâu đó đụng chuyện mới mang ra xài. Có không ạ? Học rồi để đó đã, lận túi để đó chơi. Coi thứ ai mà nói mà sai sai cái là tôi kêu chứ nói tầm bậy, bữa trước sư phụ không có nói vậy đó nghe, là bắt đầu chúng ta cãi. Có nghĩa là chúng ta học cho người khác chứ không phải học cho mình. Đúng vậy không ạ? Học bỏ túi đó cái đã. Mà trong cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là ứng phó đạo gì? Đạo tràng thôi. Học để mà hí luận, học để mà bàn, học để mà cãi, học để mà tranh đấu, học để mà dùng cái vũ khí miệng lưỡi để mà coi như chỉ trích họ. Cái học này Phật không có đồng ý. Cái học này nguy hiểm lắm, bởi vì chúng ta học để mà học cho người khác chứ không phải học cho mình, phải không ạ? Học để mà thấy coi thử cái người đã làm sai thì bắt đầu chúng ta lên án đó. Mày làm vậy không được, tao thấy đúng rồi đó. Mà họ không đúng chỗ nào không biết trả lời, không đúng là không đúng làm sao. Và cái học thứ ba nữa là sao ạ? Cái học thứ ba có nghĩa là mình tự thiêu đốt mình tự nhận chìm mình. Có nghĩa là cái học thứ nhất mình hiểu chưa? Hàng thứ nhất là học trước quên sau, là giống như John Sáu nói đó. Cái hạng thứ hai có nghĩa là học cho người khác chứ không phải học cho mình, để ứng phó đạo tràng ấy mà. Học ba mớ rồi nhét túi để đó, hiểu biết chút đỉnh ấy mà, cái là coi như mang ra để mà đi thuyết pháp bỏ túi.
Và cái học thứ ba là tự thiêu đốt hoặc là tự nhấn chìm mình, có nghĩa là mình bị lạc vào trong giới cấm thủ. Mình cứ nghĩ cái đó là đúng, cái đó là hay, cho nên là một mực về nhà áp dụng, mà mình lại quên một điều rằng có những cái ta cần nhưng mà ta lại không thích. Đúng không? Có khi nào mình gặp cái trường hợp đấy chưa? Ngược lại có những cái ta thích nhưng mà ta lại không cần. Hiểu chưa không ạ? Không hiểu hả? Không hiểu thôi đi. Chứ bây giờ làm sao? Có những cái ta cần mà ta đâu có thích đâu. Và có những cái ta thích mà ta không có cần. À. Thành thử ra đó, ngày xưa có một cái ông kia, ông tới nhà bạn ông chơi. Một anh mù tới nhà bạn ông chơi. Anh chơi xong rồi chiều tối thì cái anh bạn đó, anh thấy chiều tối rồi mà ông này mù nữa, cho nên đốt cho cái đèn ông đưa. Ông đưa cho cái ông mù đó, ông mù ông kêu chứ sáng với tối đối với tôi là như nhau, anh không cần thiết phải đưa đèn cho tôi làm chi. Thì cái ông bạn đó ông mới nói ông kia đúng, bản thân anh thì không cần đèn, nhưng mà anh cầm cái đèn này anh đi để cho họ biết anh mù mà họ tránh anh ra. Đúng như không? Xong rồi cái đứa ổng nghe cũng có lý, ổng cầm cái đèn ổng đi về. Mà ổng mù mà ổng đâu thấy, cầm đi dài. Đi dài hoài. Gió tát cha cái đèn, ổng đâu có biết. Tới chừng người ta đâm sầm vô ổng cái ổng mới la lên. Ổng kêu tại sao đâm vô người tôi? Bỏ đuôi sao mà không thấy cái đèn? Cái thì mấy người cái họ mới cười ồ lên. Họ kêu cái đèn của ông tắt mất rồi ông mù ơi. Như vậy đó, cái mục đích, cái công dụng tốt nhất của cái đèn là có ánh sáng, đúng không? Đúng không ạ? Có ánh sáng. Ánh sáng mà không có thì cái đèn cũng như cái cục gạch chứ làm gì. Có đúng không? Giáo lý nhà Phật giúp cho ta diệt khổ, mà nếu ta càng học mà ta càng thấy khổ thì coi chừng cái sự thực hành và sự học pháp của mình sai cách rồi đó. Nha. Cái công dụng của cái sự học Phật pháp là phải trừ diệt những cái khổ đau trong lòng của ta. Mà ta càng học, ta càng đi chùa mà ta càng thấy tham cũng không bỏ, sân cũng không bỏ, si cũng không bớt. Đã không bỏ đã đành mà nó còn thêm lên. Coi chừng uống lộn thuốc, mà lộn thuốc, lộn cái công thức, lộn cái cách uống, gọi là tẩu quả nhập gì à. Cho nên càng đi chùa ông chồng ổng không thấy gai mắt. Mặc dù ổng đồng ý cho đi nhưng mà trong lòng không thoải mái, vì ta càng đi chùa mà ta về nhà ta không sửa được cái gì hết. Càng đi chùa con trai mình thấy nó ghét, con gái mình nó không ưa. Ngày xưa bà không đi chùa thì mình nói cái gì ra bà cũng ăn. Từ ngày bà đi chùa về rồi cái là dọn cái gì ra bà cũng kêu dở, bà cũng kêu hôi. Đụng tới cái gì bà cũng nói là hả bà chê, bà này bà kia nọ khác. Coi chừng mình tu sai nha. Mà mình đi trách người ta, bởi vì cái đèn trong tâm mình tắt mất rồi, không có ánh sáng nữa, mà mình nói tại sao đâm vô người mình, đuôi hay sao mà đâm vô người tôi. Giống vậy không ạ? Y chang luôn, y xì. Cho nên học lại. Và cái thứ tư, đó là cái thứ ba đó. Học cái thứ ba có nghĩa là mình tự thiêu đốt, tự nhấn chìm mình, là mình thực hành mà không biết thực hành cái gì. Cái hạng thứ tư mà là cái hạng đáng tán dương. Học hiểu Phật pháp, hiểu 50 thực hành 50, hiểu 70 thực hành 70, đúng không ạ? Hiểu 10 thực hành 10. Ngày mai tôi hiểu hơn tôi sẽ thực hành 20. Ngày mốt tôi hiểu 30 thực hành 30. Càng thực hành mà càng có sự tiến bộ, giống như bà Gotami đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, phương pháp học Phật như thế nào và học như thế nào cho có lợi ích?
Đức Phật trả lời trong kinh Tăng Chi: này Gotami, học cái gì cũng được, miễn là học cái đức, miễn là học mà giúp cho chúng ta sống có giới. Nha, đầu tiên sống phải có giới, sống phải tri túc, sống phải thiểu dục, sống phải buông bỏ, sống phải kham nhẫn, sống phải trí tuệ, thì pháp đó là pháp tối thượng, và học pháp đó mỗi ngày được thăng tiến. Bằng ngược lại, những pháp đó là không nên học và không nên tác ý về nó. Vì sao? Có những cái ta đâu có tác ý cái buông bỏ, cái thiểu dục, cái tri túc, cái giới, cái định, cái tuệ, cái gì đâu, mà ta tác ý gì ạ? Tham, ta tác ý sân, ta tác ý si, ta tác ý những cái mà nó làm cho mình phiền não, thì trong lòng mình làm sao được? Đó là cái lời dạy Đức Phật cho cái bà Gotami. Cho nên học pháp Phật là để gì? Gạn đục khơi trong, bỏ những cái cần bỏ, giữ những cái cần giữ, lưu ý những cái cần lưu ý. Đó mới là cái cách học không ngoan. Bây giờ tôi hiểu 20% thì tôi cứ thực hành 20%. Ngày mai tôi hiểu thêm 10% nữa, tôi thực hành 10% nữa. Mỗi ngày mỗi ít. Quý vị có tin không? Mà nuôi con gà lớn không ạ? Lớn. Nuôi con mèo lớn không? Lớn. Cái gì ta nuôi cũng lớn, tâm của ta nuôi cũng lớn. Nếu trong lòng ta mỗi ngày chúng ta rốt vào những cái bất thiện, những cái không tốt, những cái xấu xa, thì tâm chúng ta, cái tâm ác đó có lớn không? Lớn. Mỗi ngày ta rốt vào cái thiện, cái lành, cái kham nhẫn, cái trí tuệ, cái từ bi, cái thương người, những cái tốt đẹp, thì cái tâm tốt đẹp có lớn lên không? Cứ thế mà làm. Hễ cái gì lợi lạc cho mình, cho người, mỗi ngày được nuôi lớn, thúc đẩy phát triển bằng cái con đường tuệ giác, tỉnh thức và từ bi, thì chúng ta nên xiển dương tiếp tục. Bằng ngược lại thì nên hạn chế, làm mọi người học đúng pháp và học không ngoan.